Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ hai ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Khánh thành và bàn giao công trình nhà làm việc công an huyện Đắc Chương, tỉnh Sê Công Lào. Huyện Nam Giang hỗ trợ 50 tấn gạo cho huyện Đắc Chương, Lào. Trao hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 11, tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Công Lào, Công an tỉnh Quảng Nam Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Sê Công tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng. Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Khamban Phommanivong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh Sê Công cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của hai tỉnh. Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng khởi công từ tháng 8 2022. Qua 12 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng, đã được tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư xây dựng tại tỉnh Sê Công, giao cho Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án. Công trình hoàn thành có quy mô một tầng với diện tích xây dựng hơn 800 m2 với thẩm mỹ chất lượng đảm bảo yêu cầu thiết kế. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đắc Chưng, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thống nhất vốn có giữa hai nhà nước Việt Nam Lào nói chung, tỉnh Quảng Nam Sê Công nói riêng, nhất là lực lượng công an hai tỉnh trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới. Dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng hỗ trợ cho Công an tỉnh Sê Công một số thuốc men và thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Công trong công tác và chiến đấu. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 11, đoàn công tác huyện Nam Giang có chuyến thăm và trao hỗ trợ 50 tấn gạo trị giá 1 tỷ đồng Việt Nam cho nhân dân khó khăn về lương thực của huyện Đắc Chưng. Theo ông A Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, thời gian qua hai địa phương Nam Giang và Đắc Chưng, Lào luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất. Đặc biệt kể từ khi hai huyện thực hiện kết nghĩa giữa các bản biên giới và hội nghị thường niên. Hai huyện thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước của hai nước Việt Nam, Lào anh em, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa về việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam, Lào, mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có truyền thống gắn bó mật thiết lâu đời. Lãnh đạo huyện Nam Giang cho biết sẽ tiếp tục cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắc Chưng làm hết sức mình để giữ gìn, bảo vệ, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai huyện. Coi đây là tài sản vô giá cần phải gìn giữ, vun đắp, góp phần làm nên nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của mỗi huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện Đắc Chưng, đồng chí Bena Chan Thả Bỏn, Bí thư huyện trưởng huyện Đắc Chưng cảm kích trước tình cảm của Đảng bộ và chính quyền huyện Nam Giang, đồng thời cho biết sẽ chuyển 50 tấn gạo giúp người dân trên các bản biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Đắc Chưng ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc trong năm 2022. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lan, sinh năm 1971, trú tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc mua bán đất và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị những ai là người bị hại có liên quan đến Võ Thị Lan liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ở số điện thoại 0694 160 390 gặp điều tra viên Trương Công Sơn để giải quyết theo quy định. Sau 20 năm ra đời theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khu kinh tế Mở Chu Lai đã trở thành đòn bẩy quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước nói chung. Riêng đối với Quảng Nam, khu kinh tế đã đóng góp xấp xỉ 3/4 nguồn thu, góp phần đưa Quảng Nam trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng và đóng góp ngân sách cao nhất cả nước vào cuối năm 2022.
Khu tổ hợp cơ khí ô tô Thaco Trường Hải được xem là dấu ấn của khu kinh tế mở, trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động và đóng góp trên 60% nguồn thu ngân sách cho Quảng Nam. Không chỉ có công nghiệp ô tô, mà trên vùng cát trắng bạc màu từng gánh chịu hậu quả chiến tranh nặng nề ngày nào. Bây giờ đã có sân bay Chu Lai, cảng biển nước sâu Kỳ Hà và hàng loạt nhà máy, công xưởng, đô thị và khu du lịch lần lượt mọc lên, trong đó nhiều dự án có quy mô lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực. Từ những thành công mang tính tiên phong của vùng đất Chu Lai, Quảng Nam đã tiếp tục đưa ra những định hướng phát triển bứt phá về công nghiệp, du lịch, sân bay, cảng biển, làm đầu tàu cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Từ một vùng đất nghèo, Chu Lai đã góp phần định danh thương hiệu, hình ảnh, vị thế mới của đất Quảng trên bản đồ Việt Nam và khu vực. Nhiều tập đoàn và thương hiệu lớn, đa ngành nghề lĩnh vực như cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp hữu cơ, đầu tư xây dựng, thương mại, logistics đã hình thành và phát triển. Từ đây góp phần quan trọng cho sự đi lên vững bền của Quảng Nam và khu vực miền Trung nói chung. Thời điểm này, thời tiết trên địa bàn tỉnh đang chuyển sang mùa mưa, thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc rừng. Các địa phương, đơn vị, hộ dân cư đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trên các diện tích rừng đã khai thác và trồng cây phân tán theo kế hoạch. Sản xuất lâm nghiệp phát triển ổn định, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, chăm sóc rừng và khai thác gỗ. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh trồng mới trên 13.800 hectare rừng, tăng gần 4%, tương ứng với gần 500 hectare so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có gần 7,5 triệu cây trồng phân tán, tăng hơn 5%, tương đương với 365.000 cây so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nay, giá thu mua gỗ nguyên liệu tăng, các chủ rừng tập trung thu hoạch gỗ đã đến kỳ khai thác. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 10 đạt trên 136.000 mét khối, sản lượng củi đạt gần 32.000 ste, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được các ngành chức năng và các địa phương phối hợp quản lý ngày càng hiệu quả. Qua đó đã phát hiện 2 vụ chặt phá rừng trái pháp luật, gây thiệt hại 8 hectare rừng. Điều đáng mừng là trong tháng 10 vừa qua, các khu rừng trên địa bàn tỉnh không có xảy ra cháy. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 11 vụ cháy rừng, tăng 6 vụ, với tổng diện tích rừng bị cháy gần 49 hectare. 23 vụ chặt phá rừng trái pháp luật đã được phát hiện, giảm tới 9 vụ so với cùng kỳ, nhưng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 28,5 hectare, tăng 7 hectare so với cùng kỳ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, mô hình phối hợp giữa hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và năng lực thực thi pháp luật lâm nghiệp. Thông qua phối hợp hiệu quả, sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị quản lý, chủ rừng, cộng đồng dân cư trong công tác giữ rừng, thời gian qua góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể hóa chỉ đạo của huyện ủy, ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My đã thành lập 19 điểm chốt trên toàn huyện, lập lại trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cũng đã phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của từng địa phương, củng cố lại các chốt bảo vệ rừng đã lập, nhất là vùng giáp ranh như Trà Cóc với huyện Phú Ninh, Núi Thành, Trà Giáp với huyện Nam Trà My, và nhất là khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Đơn vị tăng cường tuần tra ban ngày, chốt chặn vào ban đêm, nắm thông tin phối hợp các địa phương xử lý tốt trong quản lý bảo vệ rừng. Muốn vào rừng thì phải đi qua cái lòng hồ, mà chúng tôi là tổ chức lực lượng trực ở đó thì phải kiểm soát, cho nên cái đối tượng vào rừng thì coi như là hầu như là đã được kiểm soát. Mà trên cái đường giáp ranh với các huyện khác, trên đường bộ thì ban quản lý rừng cũng đã thiết lập có cái chốt. Như vậy là từ cái việc dưới lòng hồ cho đến cái việc giáp ranh ở trên là hiện trường, ở trên các hiện trường rừng thì hầu như là lực lượng bảo vệ rừng cũng đều túc trực hết ngày và đêm ở trên đó. Cho nên là cho đến giờ thời điểm hiện tại thì cho thấy rằng là cái công tác quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng cũng như là trên địa bàn huyện Bắc Trà My là cơ bản là thực hiện tốt. Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My hiện có 80 cán bộ chuyên trách và 20 nhân viên hợp đồng tại các xã được phân công tại 19 điểm chốt của huyện. Do lâm phận quản lý rộng với diện tích rừng tự nhiên quản lý khoảng 25.000 ha, khiến cho việc tuần tra kiểm soát gặp không ít khó khăn. Do vậy, kiểm lâm phụ trách địa bàn và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra lâm phận được giao quản lý bảo vệ. Tăng cường công tác hơn nữa trong quá trình tuần tra kiểm soát trên cái diện tích được nhà nước đã giao.
Thì có thể nói là thời gian gần đây thì đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Trà Nú là không xảy ra các cái vụ vi phạm lấn chiếm rừng. Đặc biệt là bà con nhân dân nhận thức càng ngày càng cao về vấn đề mà phát rừng lấn chiếm, kể cả săn bắt động vật hoang dã và các cái tài nguyên trong cái nhóm rừng được bảo vệ. Các cái đơn vị địa phương, các hạt kiểm lâm và ban lý rừng cũng đã phối hợp nhịp nhàng trong cái việc tổ chức thực hiện từ cái hoạt động quản lý bảo vệ đến cái tuần tra xử lý vi phạm. Nhờ vậy mà đã phát huy được cái tốt cái công tác bảo vệ rừng. Trong thời gian đấy thì chi cục kiểm lâm cũng sẽ tham mưu xây dựng cái quy chế phối hợp giữa kiểm lâm và cái lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở các ban lý rừng. Thì nếu làm tốt được cái quy chế này và triển khai thực hiện thì sẽ gắn kết được hai lực lượng này, tạo thành một cái lực lượng rất là lớn ở các cái địa bàn vùng sâu vùng xa để phối hợp trong công tác bảo vệ rừng. Đến nay, các đơn vị chủ rừng, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng được chi trả nguồn kinh phí hơn 109 tỷ đồng từ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Quảng Nam. Nguồn kinh phí trên giúp nhiều chủ rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở các miền núi có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, từ đó tạo hiệu ứng tích cực thu hút các hộ nhận khoáng cộng đồng thôn tăng cường biện pháp bảo vệ ngăn chặn hành vi xâm hại rừng tự nhiên. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 11, Ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân. Trước đó, tổng số tiền các cá nhân, tập thể ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn phường Khương Đình tiếp nhận là trên 132 tỷ đồng. Đợt 1, địa phương đã thực hiện hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng. Còn trong đợt 2, từ ngày 5 tháng 11, sẽ thực hiện trao hỗ trợ số tiền gần 124 tỷ đồng còn lại với các phương án cụ thể. Trong số tiền gần 124 tỷ đồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã thực hiện hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho người còn sống 700 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 61 tỷ 600 triệu đồng. Hỗ trợ thực cúng đối với người tử vong 500 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 28 tỷ đồng. Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương 15 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày là 300 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 900 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị từ 7 ngày trở lên trên 400 triệu đồng một người với tổng số tiền hỗ trợ là 13 tỷ 200 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo 1 tỷ đồng một người. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ là 2 tỷ đồng một cháu. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ 1 tỷ đồng một cháu. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi, cha mẹ còn sống. Số tiền là 600 triệu đồng một cháu. Tổng số tiền hỗ trợ là 13 tỷ 200 triệu đồng. Như vậy, tổng hai đợt hỗ trợ là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này sẽ góp phần giúp những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống, cũng như chia sẻ mất mát đau thương với những gia đình có người tử vong. Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo sửa đổi quyết định 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Giá điện được đề xuất có thể điều chỉnh 3 tháng một lần. Trên cơ sở ban hành quyết định 24 kể từ năm 2017 đến nay, giá điện đã được điều chỉnh 3 lần vào năm 2017 với 6,08%, năm 2019 là 8,36% và năm 2023 là 3%. Theo Bộ Công Thương, nhằm giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần xem xét tới việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện. Việc này vừa để đảm bảo chi phí không bị chồng tích quá nhiều, có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN, cũng như dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào. Việc áp dụng chu kỳ điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần cũng phù hợp với chu kỳ họp của Ban chỉ đạo điều hành giá là mỗi quý một lần, giúp việc điều hành giá điện linh hoạt, hiệu quả hơn với tình hình kinh tế vĩ mô ở từng giai đoạn. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tỉnh Cao Bằng đã có 97 sản phẩm OCOP của 67 chủ thể được đánh giá phân hạng, trong đó có 9 sản phẩm đạt 4 sao, 88 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP được khách hàng tin dùng và đánh giá cao không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần cơ cấu lại nông nghiệp, thay đổi tư duy sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa đáp ứng những chuẩn mực cao hơn. Năm 2020, sau khi sản phẩm miến dông được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh,
hợp tác xã Tân Việt Á đã mạnh dạn đầu tư cải tiến dây chuyền kỹ thuật trong sản xuất miến dong. Tất cả quy trình sản xuất miến đều được làm bằng máy móc hiện đại. Tấm phơi miến được cải tiến bằng lưới giúp miến tự bong lên khi đã khô, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, miến dong Tân Việt Á đã khẳng định được thương hiệu có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Sản phẩm và đạt OCOP 3 sao thì cái mang lại lợi ích rất là nhiều cho hợp tác xã. Thứ nhất là đã quảng bá được cái sản phẩm đi đến mọi miền của Tổ quốc. Thứ hai nữa là cái chất lượng sản phẩm thì bà con cũng đã quan tâm đến cái truy xuất nguồn gốc cũng như mã số mã vạch. Năm nay, sản phẩm trà xanh tại Hồ Sình của xã Bạch Đằng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Để đạt được chứng nhận này, cơ sở sản xuất đã thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng vùng trồng, đầu tư máy móc để đảm bảo chất lượng từ khâu trồng đến khâu chế biến và đóng gói sản phẩm. Từ khi mà có chứng nhận rồi thì cũng một số người cũng biết đến nữa thì là người ta uy tín hơn và cũng đông khách hàng càng ngày càng đông hơn và nhiều người hỏi đến hơn nhiều. Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 150 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP. Để hoàn thành mục tiêu, các sở ngành đã tích cực hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng sản phẩm OCOP, tập trung hoàn thiện, nâng cấp những sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương và phát triển các sản phẩm đăng ký mới. Phát triển nông thôn cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là phân bổ cái nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và cho Ủy ban các huyện để hỗ trợ các cái doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là các hộ sản xuất có những cái sản phẩm mà có tiềm năng để hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị được chứng nhận là đạt sản phẩm OCOP. Cùng với việc phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tỉnh Cao Bằng cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch trọng điểm, từng bước thiết lập hệ thống giới thiệu bán sản phẩm OCOP đặc trưng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, v.v. Thưa quý vị, nhu cầu của ngành công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ cung ứng đang đóng vai trò quan trọng trong thời điểm hiện tại, thực hiện chiến lược gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thaco Auto đã phát triển công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn, đầu tư khu công nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng lớn nhất Việt Nam tại Quảng Nam. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, Quảng Nam cũng đang xúc tiến các giải pháp đồng hành, xây dựng khu công nghiệp Thaco Chu Lai thành cứ điểm, hạt nhân kết nối, mở rộng sự phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ nội khu mà còn kết nối gia công vệ tinh, theo hướng giảm giá thành gắn với chất lượng sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô và cơ khí Thaco Chu Lai đã lên đến trên 3.500 tỷ đồng. Hiện 13 nhà máy linh kiện phụ tùng và một tổ hợp cơ khí Thaco Chu Lai với gần 5.000 nhân sự vẫn vận hành phát triển tốt. Nhận được những đơn hàng lớn bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, các nhà máy tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai được trang bị hệ thống dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại chuyển giao từ Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc hiện đang tiếp tục được đầu tư. Và từ năm 2021, Thaco Auto đã phát triển cơ khí thành ngành kinh doanh chính, đồng thời phát triển tổ hợp cơ khí Thaco Chu Lai thành trung tâm cơ khí đa dụng của đất nước tại miền Trung. Với tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu đô la Mỹ, tập đoàn Trường Hải tiếp tục mở rộng lĩnh vực phát triển công nghiệp phụ trợ khi chính thức thành lập công ty tập đoàn công nghiệp Trường Hải Thaco Industry. Với cái chiến lược đó là tiếp tục mở rộng cái hoạt động sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thì trong cái chiến lược của Thaco Industry đến năm 2025 thì chúng tôi tiếp tục mở rộng các cái nhà máy theo hướng là các nhà máy chuyên dụng, tự động hóa và ứng dụng số hóa với lộ trình phù hợp. Với cái kế hoạch là chúng tôi đầu tư thêm 15 cái nhà máy mới. Như vậy là đến năm 2025 tại Thaco Chu Lai thì chúng tôi có một cái hệ thống là 36 các cái nhà máy cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Và trên cái cơ sở đúc kết kinh nghiệm thực tiễn tổ chức cái hoạt động sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại Chu Lai cùng với cái cơ hội tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi cung ứng tại Việt Nam và quốc tế, chúng tôi đang đầu tư hai cái trung tâm gia công cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại miền Bắc và miền Nam, theo hướng đó là những khu công nghiệp chuyên dụng có máy móc thiết bị hiện đại, tập trung quy mô lớn
và số hóa theo cái lộ trình phù hợp. Khu công nghiệp Thaco Chu Lai hiện có tổng diện tích hơn 1.280 ha với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ, có 35 công ty, 9 đơn vị và hơn 9.000 nhân sự. Thaco Chu Lai được xem là trung tâm công nghiệp ô tô và logistics tập trung có quy mô lớn nhất cả nước và thuộc top đầu trong khu vực ASEAN. Thaco Chu Lai hiện cũng đang được đầu tư phát triển thành hệ sinh thái đa ngành, bao gồm sản xuất ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ, sinh thái và thông minh tại Quảng Nam, miền Trung Việt Nam kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia. Đối với ngành công nghiệp phụ trợ thì chúng tôi chọn Thaco làm đơn vị hạt nhân. Trên cơ sở đó, hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các bộ ngành để xây dựng cái đề án phát triển cái ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cơ khí, và dựa trên cái hệ sinh thái do công nghiệp, do Trường Hải làm con chim đầu đàn. Hiện nay chúng tôi đang mời gọi các cái doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp ở Quảng Nam để tham gia vào cái chuỗi sản xuất của Thaco, và các cơ chế chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp này tham gia ổn định vào cái chuỗi sản xuất này thì đang được Thaco cùng với Quảng Nam và các bộ ngành liên quan để xây dựng đề án trình chính phủ. Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ, Thaco đã chủ động trong sản xuất lắp ráp ô tô, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Các dòng xe do Thaco sản xuất hiện có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam. Hiện nay, Thaco đã cung ứng linh kiện phụ tùng cho khách hàng là những thương hiệu như Kia, Mazda, Peugeot, Toyota, Hyundai, Isuzu và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Đặc biệt, nhiều sản phẩm linh kiện phụ tùng và cơ khí như sơ mi rơ móc và thiết bị chuyên dụng, cản xe, dây điện, nhíp, áo ghế, bọc cần số, các dàn nóng, linh kiện xe bus, linh kiện composite, bồn nhiên liệu, linh kiện cơ khí ô tô đã được xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước thuộc EU, ASEAN. Năm nay, Thaco tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các nhà máy hiện hữu và đầu tư các dự án mới như tổ hợp nội thất xe du lịch, sản xuất kính xe du lịch, mâm xe, linh kiện và sản phẩm xuất khẩu, các dây chuyền đúc, dập nóng và phát triển các dự án sản xuất công nghệ cao như sản xuất và lắp ráp linh kiện bo mạch điện tử, robot công nghiệp. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, theo báo cáo của giới chức Nepal, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở vùng núi phía Tây của nước này đã lên tới ít nhất 157 người. Cảnh sát Nepal cho biết, Jajarkot và Rukum là hai huyện của tỉnh Kanali chịu thiệt hại nặng nhất trong trận động đất 5,6, với số người thiệt mạng lần lượt ghi nhận tại hai địa phương này là 105 người và 52 người. Ngoài ra, số người bị thương cũng lên đến gần 200 người. Giới chức lo ngại con số còn có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Hiện các lực lượng an ninh đã được triển khai cả trên bộ và trên không để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do có nhiều tuyến đường dẫn đến khu vực động đất bị phá hủy. Trong khi đó, bệnh viện địa phương đang trong tình trạng quá tải do nhiều người bị thương được đưa đến cấp cứu. Mới đây, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã đưa ra thông báo cho biết khoảng 4,4 triệu người ở 95 quốc gia trên thế giới không có quốc tịch hoặc có quốc tịch không xác định. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn. Theo cơ quan trên, phần lớn những người không có quốc tịch là thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số. Điều này vẫn tồn tại dai dẳng bấy lâu nay và khiến họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống. Việc không được công nhận là công dân của bất kỳ quốc gia nào khiến những người không có quốc tịch không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản và bị gạt ra ngoài lề trong nhiều hoạt động kinh tế và chính trị. Thậm chí họ bị đối xử, bóc lột và lạm dụng. Do đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn kêu gọi các nước có những thay đổi chính sách và pháp luật, đồng thời có các chương trình hành động để bảo vệ quyền lợi cho những người này nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã điều chỉnh lại dự báo về lỗ thủng tầng ozone của trái đất. Theo thông tin mới nhất, thì lỗ thủng tầng ozone năm 2023 có kích thước trung bình trong 20 năm qua, thậm chí là nhỏ hơn một chút so với năm ngoái. Các nhà khoa học NASA cho biết, sau khi núi lửa ở ngoài khơi Tonga phun trào năm 2022 và đưa hàng triệu tấn nước vào bầu khí quyển Nam Bán Cầu hồi tháng 1 năm 2022, lượng nước nhiều hơn bình thường 10% sẽ có hại cho tầng ozone.
và trái đất chuẩn bị phải đối phó với một lỗ thủng lớn ở tầng ozone vào mùa thu năm 2023. Nhóm nhà nghiên cứu từng lo ngại rằng lỗ thủng này sẽ phình to hơn vào năm nay, nhưng thực tế điều này không xảy ra. Lỗ thủng tầng ozone năm 2023 có kích thước trung bình nhỏ hơn một chút so với năm ngoái. Từ tháng 9 đến giữa tháng 10, lỗ thủng tầng ozone có diện tích trung bình là 23,1 triệu km vuông. Theo dữ liệu của NASA, lỗ thủng tầng ozone lớn nhất vào năm 2000 với diện tích 29,9 triệu km vuông. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng phải mất nhiều thập niên để lỗ thủng tầng ozone lành hẳn. Các giải thưởng về trường học tốt nhất thế giới trị giá 250.000 đô la Mỹ đã được trao cho 5 trường ở Brazil, Colombia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Israel vì có thành tích thúc đẩy đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng địa phương và sức khỏe tinh thần. Theo đó, một trường song ngữ ở Jerusalem của Israel đã nhận được giải thưởng vượt qua nghịch cảnh nhờ chương trình giảng dạy giúp hòa nhập giữa học sinh người Do Thái và Ả Rập. Đặc biệt, trong bối cảnh xung đột giữa Hamas và Israel vẫn tiếp tục leo thang, trong khi đó, giải Cộng tác Cộng đồng thuộc về một trường học ở thị trấn Nam Phi, nơi cựu Tổng thống Nelson Mandela từng sinh sống. Tại trường, học sinh được dạy cách bỏ phiếu, hạn chế ô nhiễm chất thải. Giải thưởng Hành động vì môi trường thuộc về một học viện ở thành phố San Francisco ở Colombia, trong khi giải thưởng Hỗ trợ cuộc sống lành mạnh thuộc về một trường ở Brazil, vì đã cho học sinh cơ hội tiếp cận với các chuyên gia tâm lý và giảng dạy về sức khỏe tinh thần sau đại dịch COVID-19. Giải thưởng đổi mới được trao cho một trường ở Ấn Độ vì thực hiện chương trình giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, tập trung bồi dưỡng cho sự đồng cảm, tính sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Loạt giải thưởng này do T4 Education, một mạng lưới toàn cầu dành cho giáo viên phát động vào năm ngoái. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị, chương trình thông tin ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại lúc 8 giờ 30 cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.